Hello, chào toàn thể anh em ha. Thì hôm nay có anh em nào được nhiều anh em ơi. Mình thì tối nay đủ tiền ăn sáng uống cà phê thôi anh em ơi, chứ không có nhiều. Rồi hôm mình thổi con tay rồi nha anh em. Đồng mình chim con giờ thổi hết lên rồi anh em ơi. Lúa nó cao quá trời à. Con tay lưới này mình không có thổi. Trời, chỉ mưa quá trời luôn anh em ơi. Anh em coi nè. Gần sáng nhờ chim đâm gần sáng không mà chuyển mưa nữa. Mà cũng nhờ là không có gió. Hồi hôm cũng đâm ba con mà sảy hết con anh em ơi, dính được hai con. Chứ đâu mấy con chằn ngạch gì. Nhưng con cò. Giờ gom lưới nè. Đây con cò nè. Gom lưới về thôi. Bên mình giờ chim đi kém quá. Đây, thằng quả này nè, ba con chằn ngạch với hai con gà mái nha nè. Nói chung ra cũng tạm ổn thôi anh em ơi, nhiều thì không có nhiều. Gặp không có, không có ít rồi mà còn tâm sảy nữa chứ, sảy hết một con. Gặp mà không sảy đi cũng được ba con rồi. Đồng mình ở đây quýnh hai ba con là trúng dữ lắm rồi đó. Chim ở đây không có nhiều giống như chỗ anh em. Chỗ anh em quýnh 7 8 con, chục con không à. Rồi hôm này cũng có vài anh em quýnh cũng trúng lắm anh em. Chỉ có mình ở đây được hai con thôi, chứ chỗ anh em cũng được, nhầm chỗ cũng được cả chục con anh em. Nói chung ra máy móc của mình đưa ra thì anh em quýnh chỗ nào có chim đó thì nó đâm cũng có số lượng lắm anh em. Còn nhầm chỗ thì nhầm chỗ anh em cũng giống như mình ở đây thôi. Chim nó đi kém thì chịu thôi. Đồng không có chim, ít chim nữa. Ba con chằn ngạch, hai con gà, con cò. Mắt xéo là đặc biệt thổi không lên luôn á. Nó gớt nó kêu lèn vòng vòng này hết trơn luôn. Hồi nãy nó kêu quá trời kêu luôn. Không lên là không. Không lên con nào. Tức thiệt chứ. Tại lúa nó cũng cao rồi anh em. Rồi có nước nè. Thành ra nó rớt xuống rồi nó không lên đâu. Thôi để mình gom cái cánh này nữa rồi mình gom mấy cái lo máy đồ rồi mình đi về anh em ơi. Có anh em nào được nhiều bình luận nói chuyện chơi nha anh em. Rồi chào anh em ha.